hoặc là khóc. Thấy thương. Hả? Sao khóc? Sao khóc, nói cho chú nghe với. Thấy thương cho mẹ. Thấy thương. Mẹ ơi, vô trường á, ai cũng có quần áo mới, chứ còn con toàn mặc đồ không đồng. Bạn bè nhiều đứa nó thông cảm, nhiều đứa nó cự. Nó không chịu đi học. Khi nghe dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ phát hiện một trường hợp khá là đặc biệt. Đó là đôi vợ chồng này cùng với lại 5 người con nhỏ của mình thì lang thang khắp nơi để tìm trọ nơi lưu trú để mà sinh sống, để mà đắp đổi cuộc sống qua ngày. Thật sự cái câu chuyện cả thành viên, 7 thành viên trong gia đình gồm có 2 vợ chồng và 5 đứa con nhỏ lang thang mưu sinh kiếm sống như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Ngày hôm nay thì được chủ nhà trọ tốt bụng á, rồi mới đưa cả 5 thành viên trong gia đình về đây. Và đặt ra là khi mà đi anh chị không có một đồng để mà dính túi nữa. Rồi em chào anh chị ha. Chiều ngày hôm nay thì hẹn gặp ở đây đó, thì cô bác anh chị biết là anh và chị cũng mới vừa đi làm về. Rồi, ôi nghe mùi sữa. Em dẹp rồi mà. Dạ, dạ ngồi đi chị. Ngồi đi anh, đang nấu cơm hả? Hình như là các bé này uống sữa rồi cái nó chảy xuống đúng không? Đấy. Đây. Tiết Nga ngồi đây nè con. Trời ơi. Tiết ngồi đây nè. Tiết Nga Lan hả? Tên đẹp quá ha. Rồi hai đứa con qua đây luôn ha. Hai con qua đây đi, ngồi trước cha nè. Ngồi gần gần đi. Cha cao không sao. Rồi còn hai đứa bé. Hai đứa bé nó ngủ bên kia nữa kìa. Trời ơi. Không, ngủ để cho các bé ngủ đi. Rồi bạn này tên gì? Tên Nga. Và bây giờ thì chắc có lẽ là anh dạ. Anh giới thiệu về mình trước đi, anh tên em gì? Nguyễn Chí Hải. Anh Hải ha? Dạ. Anh Hải năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 37 tuổi. Còn chị? Dạ em cũng 37 tuổi luôn. Quê anh của chị, quê anh và chị ở đâu? Quê dạ em ở chỗ Vĩnh Phú, Thọ Sơn, An Giang. Quê em ở Kiên Giang. Và anh với chị là có tổng cộng mấy người con? Tổng cộng 5 người con. Ôi trời ơi, 37 tuổi 5 người con. Dạ. Dạ. Anh có thể giới thiệu là lớn nhất là bao nhiêu tuổi, tên gì ha? Lớn nhất là Nguyễn Thị Ngọc, Ngọc Lan 17 tuổi. Ngọc Lan 17 tuổi. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết. Dạ. Nhiêu tuổi? 15 tuổi. Đây Ngọc Nga 11 tuổi. Đây tên gì? Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Nga. Ngọc Nga hả? Dạ. Là 10 11 tuổi. 11. Rồi 17, đó là Ngọc Hà. Ngọc 4 gì? Tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Hà. Ngọc Hà 4 tuổi. Rồi Nguyễn Chí Lý 3 tuổi. À, vậy là 4 cô công chúa. Dạ. Đúng không? Dạ. Bốn cô con chúa với lại mà chàng bé tí hả? Dạ. Anh đó là mấy tuổi? Anh này 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi. Dạ. Sinh năm 1, có hai đứa sinh năm 1. Đứa 4, đứa 3. Dạ. Rồi anh có thể giới thiệu là cơ duyên làm sao mà anh với chị lại đến nơi này? Tại vì em cũng bà và dạ em á, lúc đó ở chung nhà rồi bà dặn bà đuổi. Rồi không có chỗ đi, em mới ra ngoài này mướn trọ mà trong khi đó không có tiền. Em bà đổi tánh mà giờ bà la con nhỏ này là bà chữ tới con nhỏ kia, có chữ hết thành viên xong rồi bà đuổi luôn. Lúc trước là mình ở chung với mẹ vợ. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì nhà mẹ vợ của mình nên dạ. Bà cứ thấy cái này bà cũng lái ra rồi bà đuổi. Thì thành ra đâu có chỗ đi đâu, ra mướn trọ mà trong khi đó không có tiền nữa. Rồi sao? Rồi ấy ra em đi, ấy ra em hỏi thí đi, rằng có gì tới thứ bảy lãnh lương đang trả tiền cho trọ. Ấy ra nhà hên nhà được gì, ấy bà ra bà thương rồi bà cho mướn trọ. Rồi hiện nay là anh với chị làm cái công việc em nghe nói là làm hồ hả? Dạ, hai chồng em đi phụ hồ. Phụ hồ, anh làm ngày nhiêu, còn chị ngày nhiêu? Em ngày 300, dạ em ngày 250. Là 550? Dạ. Thì chi phí một ngày cho các bé uống sữa rồi luôn á, có đủ không? Dạ, đủ. Đủ ha. Anh với chị đi làm bằng phương tiện gì? Đi bằng xe. Đi bằng xe? Dạ. Dạ, rồi mấy đứa con của anh nè, như bạn này là Ngọc Lan. Ngọc Lan thì 17 tuổi có được đi học không? Dạ có, đi học hết lớp 9 nghỉ. Hết lớp 9 nghỉ. Lan nghỉ năm nay được mấy năm rồi? 2 hay 3 năm rồi? 2
2 năm. Và hiện nay làm cái công việc gì? Chị cầm. Hiện nay làm cái công việc gì? À, lúc trước thì có đi phụ bán nước á, nhưng mà giờ cha mẹ đi làm hết nên ở nhà giữ em cho cha mẹ đi làm. Ở nhà giữ 4 đứa em nhỏ cho cha mẹ đi làm. Trời ơi. Ngủ đi con, ngủ đi con. Ngủ đi. Rồi một mình có giữ xuể không? Dạ cũng được. Cũng được hả? Rồi mình nghỉ học vậy rồi bây giờ mình ở nhà giữ em thì không có đi làm nữa. Về đây thì khi mà có trọ như thế này thì có dự định tới đi làm gì phụ ba mẹ không? Lan? Không biết nữa. Không biết hả? Ở nhà giữ em à. Ở nhà giữ em. Em có nấu ăn đồ được không? Có. Dạ có. Nấu gì nấu ăn ở nhà cơm nước rồi nấu như đại về ăn thôi mà. À. Trời ơi. Này là 17 tuổi thôi và dần lớp 9 nghỉ học. Bạn Lan là học hết lớp 9, còn mấy bạn kia thì sao? Đây bạn này học lớp 7. Lớp 7? Dạ. Còn ngoài tuổi lên tuổi xuống mà nghỉ luôn. Chỗ ở đâu mà học. Nghỉ luôn? Dạ. Bạn này cũng nghỉ luôn? Dạ. Nghỉ luôn. Có nghĩa là không có bạn nào được đi đến trường hết? Dạ. Em muốn hỏi anh tí xíu ha. Dạ. Lúc mà mình sinh các bé ra đó thì đông như thế này nè. Dạ. Anh có nghĩ rằng là với khả năng lao động của hai vợ chồng thì mình sẽ không có đắp đổi được cuộc sống, không có chăm lo cho các bé. Tại đến trường thì anh có nghĩ đến điều đó không? Như sao không anh? Tại vì em hồi trước không có chồng cũng khổ. Anh mẹ anh vô anh gánh tiếp em á. Là sao em không hiểu? Là cái này nè, là ba đứa lớn này nè, là con của em. À. Rồi ảnh vô là sanh thêm hai đứa nhỏ này thôi. Vậy là chị nói chị tên gì em quên nè? Em tên Nguyễn Thị Bích Tuyền. À chị Tuyền là có một đời chồng trước rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cơ duyên sao mà anh lại vô cao cả để phụ nuôi thì em nuôi. Lúc đó em cũng làm công ty chung với vợ em chứ em làm công ty rồi vợ em lên trên kia làm công ty ở đâu ở trên Bình Dương á rồi anh thấy em khổ đó rồi anh phụ tiếp em phụ tiếp và biết từ từ thương này cái ra em qua em lo tiếp rồi có đám cưới gì không có làm đám nho nhỏ cũng như ấy ra cho hai bên gia đình ấy vậy đó rồi ấy đó. Vậy là anh là con trai. Dạ. Đúng không? Anh chưa có gia đình. Vậy anh thấy chị thấy thương quá nên thành nữ là phụ nuôi các bé luôn. Đúng rồi. Được, anh với chị ở nhau được mà sống nhau được mấy năm rồi? 6 năm rồi. 6 năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ là mướn trọ là mình chưa trả tiền. Chưa trả tiền. Dạ, chưa. Lúc mà mình vô thì mình nói với chị sao mà chị cho mình ở? Dạ em cũng nói thiệt, dạ em không có tiền cho em mướn đi tới chủ nhật em làm lãnh lương em trả tiền. Tại vì chị cũng thương là chị cho em tát đó. Đến thời điểm bây giờ thì cái việc lao động của anh nó có đủ cho 5 đứa bé không? Thì giả tỷ như không đủ cũng ráng làm chứ mình có con thì mình phải lo trang trải cuộc sống cho con nữa chứ sao mà nói được là mình đã tạo ra nó thì mình phải lo cho nó nguyên ngày thì đủ xài đủ sống có nhiều khi dư chút nhưng mà nhiều khi mấy nhỏ bệnh yếu em không hiểu là lúc đó thì anh 31 tuổi là anh gặp chị thì ở nhà của anh Hải là anh có mấy anh em nhà em có tới 6-7 anh em nè. Khi mà anh là một người con trai thì lấy chị thì gia đình có nói gì không? Lúc đó bà má em cũng nói ra em nó em cũng thức hột con nó con cũng thương đó rồi cha mẹ cưới cho con năn nỉ ghét thì ba má cũng thương cũng cưới luôn chứ sao vậy? Tại vì nói năn nỉ hoài biết lâu ra luôn đó rồi ba má chịu thì cưới luôn thì ở tới giờ luôn. Đến thời điểm này lao động cái việc kiếm ăn thôi đó là khó vất vả rồi. Yeah. Thì 6 năm qua anh có bao giờ anh hối hận không? Không, hối hận gì mình đã chấp nhận thương vợ, thương mẹ, bé con. Mình ra lo cho người ta ấy chứ hối hận gì. Mình cũng lo gia đình đầy đủ được rồi. Cũng như cái duyên cái nợ mình tới đó. Chứ đâu có nói được. Làm sao mà anh hỏi được cái công việc làm phụ hộ ở ngoài này? Tại vì lúc trước khi gặp vợ em là em cũng đi phụ hộ rồi. Ra cái gặp ra cái thời gian có một thời gian ra đi
ở chồng đi xả lúa dắt lúa rồi nè, thấy ra xả lúa dắt lúa không đủ ra xin phù hộ nữa. Cũng như có người thấy ra cũng như lúc trước ra người ta giới thiệu quá ra rồi làm cho ông này nè tiện thử không có nhận đâu rồi nha này nha sao con cự ai biết đâu rồi ra không có cự rồi không có con. Rồi như thế này bình thường thì trên cả cuộc sống thì trường hợp mà anh nghĩ đến trường hợp mà các bé bệnh hoạn thì sao? Bệnh thì mình gán lo hỏi đáp chứ sao giờ ra giờ giả tỷ như hết khả năng thì mình không biết đường sao nói nữa. Tại vì ra giờ lo được tới đâu lo chứ lúc mình còn trẻ mình lo đi chứ biết sao giờ. Ở đây thì lúc mà anh với chị đi ra ngoài này á đi bằng phương tiện gì? Dạ em có đi xe máy anh. Có xe máy hả? Dạ. Được mấy chiếc chở con hết 7 người không? À. Rồi sao 7 người đi được? Mượn thêm chiếc của anh hai nữa. Con. Anh hai anh ở đằng này. À. Anh cũng ở đầu nhà anh ba chứ cũng không phải nhà anh nữa. Rồi em mượn xe hôm qua của anh rồi. Anh mệt anh ở nhà anh cũng đi mặt hồ nữa. Rồi nói anh ơi, thôi cho em mượn chiếc xe đi đặng em chở mấy đứa con ra cho hết một chiếc. Chứ đi đường xa mà đi 2-3 chuyến rồi qua bữa sau đâu có màng nổi nữa đâu. Rồi ở trong cái căn phòng trọ chặt hẹp như thế này nè, 7 người thì ngủ như thế nào, sinh hoạt sao? Dạ thì ba bé này ở trên, lớn này ở trên. Ba đứa gái ở trên. Hai đứa này với em với dạ ở dưới. Trời ơi. Dạ. Có cái mùng văn, còn cái ở trên thì ngủ chống lạnh. Dạ. Con cái mùng văn hả? Mùng một, là. Chú làm cái thôi, cái này. Cái mùng kia của bà ngoại trả lời cho bà ngoại rồi. Trời cái ơi. Chả ngủ luôn, đó mùng mệt chú lấy. Dạ. Chú lấy rối rồi, chú lấy rối rồi. Và tương lai thì mịt mờ rồi. Giờ mình gán chứ sao giờ anh đã gì rồi, biết sao nói giờ. Trời em thấy thôi mà em đã quải rồi. Em nói thật em thấy đi, không biết là việc mà gạo thì mỗi ngày mình ăn cả 7 thành viên trong gia đình là mấy ký gạo? Ăn giá tỷ. Hàng ngày chắc 2 ký đó, tại 2 vì em nấu hơn. Buổi sáng là 4 chén, buổi chiều 4 chén đó. 4 chén thì cỡ 1 ký đó. Một ngày là mình tốn bao nhiêu tiền cho cái việc là mua đồ ăn? Ngày cỡ 100 ngàn. Còn bữa nào mà không có tiền á thì ăn trứng ngày cũng mấy chục. Sau này con có nghĩ là con sẽ đi đi làm ở một nơi khác để phụ ba mẹ không Lan? Dạ không có nghĩ xa vậy. Hả? Con cảm thấy là con nghỉ học con có buồn không? Dạ không. Vì sao vậy? Ở nhà cũng được á. Ở nhà cũng được hả? Tại vì con phụ tiếp mẹ coi em. Thì phụ tiếp mẹ coi em. Đến thời điểm bây giờ thì cả gia đình mình phải lủi vô một cái căn phòng trọ chặt hẹp như thế này, con có thấy mình tủi phận không? Dạ không. Thấy cũng được. Đủ ăn, đủ sống là được rồi. Đủ ăn, đủ sống là như thế nào, có thể chia sẻ cho chú? Cuộc sống hàng ngày không bị ngoại chữ nữa là được rồi. Nói đi, nói chứ nghe. Thôi sao? Không biết. Thì con suy nghĩ sao thì con nói suy nghĩ vậy. Sao ông nói vậy? Cái đó như tôi là suy nghĩ. Thì như đợt con đòi đi vậy đó. Bạn sao con đòi đi ra? Bạn sao là Ngọc gì? Ngọc Tiết. Tiết nè, cho Ngọc Tiết thôi. Tiết là con không biết gì đâu con, nói. Con cầm cái biết. Con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Tuyết? Dạ 14. 14 tuổi? 14, 15 gì? 14, 15. Hiện nay con làm cái công việc gì phụ mẹ được? Ba mẹ hả? 14, con 17 rồi. Dạ lúc trước con đi bán quán cà phê chị hai, giờ con giữ em. Lúc trước con đi bán quán cà phê chị hai lúc con bao nhiêu tuổi? 13. Dạ 13. 13, 14. Mỗi tháng con làm được nhiêu tiền? Nói con không biết nữa, tại không con bằng ngày 17 ngàn, một tiếng 17 ngàn.
Dạ. Phụ quán cà phê xa không? Dạ, cũng không xa lắm. Ê hả? Không xa lắm hả? Thầy xuống cái bệnh viện đó chứ. Là con nghỉ học là hết lớp 7 là con nghỉ? Dạ, lên lớp 7 nghỉ. Lên lớp 7 con nghỉ, thì con đi bán quán cà phê luôn. Thấy các bạn đi học, mình phải đi làm để kiếm tiền, để phụ mẹ mình. Thì mình thấy mình tuổi không? Dạ. Ờ, sao không tuổi? Vì sao mẹ mình cho mình nghỉ học vậy Tuyết? Con tự nghĩ. Con tự nghĩ. Con có biết cái việc học nó quan trọng đối với mình. Mình học mình mới thay đổi được cái tương lai. Vì sao con lại tự nghỉ học? Thì con lo cho thấy cha mẹ con thương. Con tự nhà nghèo. Tại nhà nghèo á. Nhà nghèo hả? Dạ. Ngày trước con đi học thì mỗi ngày được bao nhiêu tiền và có mua đồ mới cho con không? Dạ lúc trước con đi học á, là bữa sáng con học 10.000. 10.000 buổi chiều được 5.000. Ừ. Rồi mẹ nó thường mua đồ mới cho con không? Đi lượm đồ không đồng á. Lan Lan nói đi. Sao Lan? Đi lượm đồ không đồng á. Đồ không đồng á. Mới con đi lựa đồ không đồng mặc. Lựa đồ không đồng mặc. Đầu năm học mới các bạn đi học thì con phải đi lại cái tủ đồ không đồng á. Con lựa rồi về con làm đồ đi học cho con hả? Dạ. Con Lan đi làm quán cà phê được. Phụ quán cà phê được. Mấy tháng thì nghỉ? Dạ được thời gian khoảng mấy tuần. Khoảng mấy tuần. Ờ, vì sao con lại nghỉ? Dạ, tại đường xa đi lại với ngoại bệnh. Với ngoại bệnh nữa. Ở thời điểm bây giờ thì con có mong ước gì cho gia đình của mình không? Con mong gì thì con nói chứ con nhìn mẹ gì. Con mong gì đó. Mong thì mong đủ, gia ăn, đình, đủ ăn, đủ xài gì xài, đó. Có tiền dư cho con nên là có đỡ. Một mái ấm gia đình gì đó, có nhà hay gì đó. Mong ước gì thì con nói. Nè, nãy giờ nghe chưa phát biểu. Nãy giờ nghe chưa phát biểu. Con nói đi. Em nó nhỏ biết gì đâu nói. Nó lo nó cười không à. Chắc nghe ngại rồi. Cho chú. Chị nghe các bé phát biểu như nói như vậy vậy. Có nghĩa là con của mình từ rất là nhỏ mình phải cho nó nghỉ học rồi. Đối với các bé khác thì được đi đến trường mình phải cho nó phải mưu sinh từ lúc nhỏ xíu rồi. Yeah. Có nghĩa là chưa đủ cái tuổi để mà lao động nữa. Yeah. Thì nghe con nói như vậy thì chị suy nghĩ như thế nào? Em cũng buồn lắm mà không biết làm gì nữa nè. Tại vì ở nhà khổ. Con nó đi học nó thua sút người ta. Nó không muốn đi. Nó nói mẹ ơi, vô trường á ai cũng có quần áo mới chứ còn con toàn mặc đồ không đồng. Bạn bè nhiều đứa nó thông cảm, nhiều đứa nó cự. Nó không chịu đi học. Khi nghe các bé nói vậy thì chị suy nghĩ như thế nào? Em cũng buồn lắm mà bây giờ biết làm sao giờ, con nó nói cũng đúng, đi vô trường nó đâu có bằng ai đâu, chạy xe đạp thì 2-3 bữa nó hư rồi, đi học thì dắt bộ luôn rồi, sửa xe tiền bạc thiếu thốn rồi cái nào hư thì sửa cái đó nó hư hoài. Lan, tại sao nghe mẹ nói con lại khóc? Thấy thương hả? Sao khóc? Sao khóc nói cho chú nghe mấy. Thấy thương cho mẹ. Thấy thương cho mẹ chứ mình không phải là thấy tuổi cho bản thân của mình hả? Có gì nói chú nghe đi. Gia đình của mình ở đây được mấy ngày rồi Lan? Hiện nay chú nghe nói là ba nói là không có tiền trọ đóng. Vậy thì việc ăn uống như thế nào? Ăn uống không gài. Hôm nay thì mua trứng cho nhỏ ăn. Hôm qua dì ba đem lại ba cho dĩa cá đó. Rồi gia đình ăn buổi chiều rồi chục trứng, sáng đâu dám ăn đâu. Ai cho dĩa cá? Chú trọ hả? Dạ. Là chị Kiện ở cơ quán anh chị. Dạ. Cho dĩa cá. Dạ. Rồi mình chỉ nấu cơm thôi. Dạ. Rồi có bao giờ là gia đình mình ăn cơm với nước mắm không?
có quá. Ăn khô quẹt hoài. Lúc không có tiền thì cũng ăn kho chảo nước mắm, cho kho chảo khô quẹt ăn hoài gì. Chứ giờ ra giả tỷ như làm mình chưa lãnh lương nữa rồi hết tiền nữa rồi phải chịu. Hiện nay là ngày hôm nay đi làm thì không có tiền, rồi đi làm xa không, rồi đổ xăng thì sao? Đổ xăng thì mượn người ta, đi lên tới chỗ làm đó rồi mượn anh Tổng đó, 50 ngàn rồi đổ xăng đi về. Anh thương anh cũng nấu cơm cho ăn đó luôn. Rồi sáng mình đi làm mình ăn gì? Sáng ăn mì gói anh. Mì sáng lên trên ảnh đó rồi nấu mì ăn rồi vô làm luôn. Trời ơi. Chứ cô không dám ăn nhà nữa, sợ mấy nhỏ nó khóc. Sao khóc? Tại... nó đòi theo á. Tại nó còn nhỏ làm nó khóc. Khi mà đứa có 3 tuổi, đứa 4 tuổi đi bỏ ở nhà vậy nè. Rồi các bé bé Lan rồi phải chăm sóc các em của mình nữa. Dạ. Trời ơi trời. Phải gì vậy thế? Nếu như mà Lan đi làm thì các bạn ở đây có bạn Tiết ở đằng sau có chăm các bé, các bạn chắc các em còn lại được không? Chăm sóc nổi đâu. Tại vì mình nên hai ba đứa em nó giỡn nó gì đâu có chăm sóc nổi đâu. Hai đứa này phải bắt buộc chị nó. Chị hai đúng không? Tại chị hai nó giữ quen rồi đâu có nói đâu, với gà bốc quá hụ hợ hợ giữ tiếp chị thôi. Giả tỷ không có chị hai nó rồi đâu có ai giữ nổi. Ăn cơm chưa? Gia đình mình ăn cơm dạ, chưa? Chưa, em mới đi làm mới về cái bạc luôn. Con ở mà, nhà nó nấu rồi. Con nấu hay là hả Lan? Ăn cơm như chiều nay mình ăn cơm với gì? Chắc trứng nữa. Trứng luộc hả? Dạ. Mấy trứng? Chắc 5 người, chắc 7 người 7 trứng quá. Dạ. Không thì kho 5 trứng ra đó ăn thì hết thì thôi chứ sao giờ. Nhà thường thường ăn 5 trứng, tại chia ra làm 2 đang ăn được 2 cử. Một ngày hả? Dạ. Một ngày mình ăn 5 trứng. Chục trứng á, ăn một ngày, một buổi ăn 5 trứng. À. Một buổi ăn 5 trứng. Dạ. Trời. Có bao giờ mua thịt cá hay là thường xuyên ăn với trứng hoặc là ăn với nước mắm thôi hả? Ăn trứng với nước mắm nhiều, với rau luộc đường. Tại lãnh lương thì có tiền mua. Tại vì cá rồi ăn mà lựa cá rẻ rẻ mới mua nó, cá biển 30 ngàn đó ra với tỷ lãnh lương mua một tí ra về gia đình ăn. Chứ sao giờ, nghèo khổ phải chịu thôi. Tháng này không biết bị gì, xe hư 2-3 lần. Mà sửa xe không cũng mệt nữa. Rồi các bé đó em nói thiệt luôn, các bé này là mua đồ cho các bé, quần áo cho các bé thôi luôn. Là không biết tiền đâu mà mua. Rồi quần áo của tụi con mặc á là đồ không đồng hết hay sao lại? Đi lượm đồ không đồng không? Lại đồ không đồng lấy đem về mặc chứ ba mẹ không có mua hả? Có mua không? Không hả? Bộ đồ của các con đang mặc ở trên người là cũng đồ không đồng hết á hả? Đồ không đồng với đồ ta cho không, chứ không có tiền mua. Nhiều khi mấy nhỏ bệnh còn thiếu nợ nó trả chưa hết nữa. Rất là khó tại vì anh chị phải đi làm. Dạ. Bạn Lan thì ở nhà quản lý tất cả các bạn còn lại chứ Lan không thể nào đi làm được. Dạ. Ngày hôm nay đi làm thì mượn ta được 50 ngàn, hiện nay trong túi còn nhiêu tiền? Trong túi không còn đồng bạc. Không còn đồng bạc nữa. Dạ. Trời ơi. Đổ xăng hết rồi. Rồi sữa các bé thì sao? Sữa thì tới cần mua. Ngày qua mới mượn bà chị cà phê được 100 ngàn mua sữa cho nhỏ đó. À. Mua hộp sữa được 75 ngàn. Cho em vô tham quan cái không gian bếp mình coi. Dạ. Đừng tí ha. Đây. Đây là cái không gian bếp, có cái bếp ga nè. Cái bếp ga đó ông nội cho nó. Cái này là gì ấy? Nấu mì nè. Dạ. Cái vết của nấu mì bỏ vô cái nồi á, nấu mì còn. Dạ. Rồi bên đây là cái nồi cơm, gia đình 7 người ăn nồi cơm phải nói to đùng gì là ăn mới đủ. Chứ trời ơi, chỉ cơm thôi. Rồi hộp dịch đâu? Hộp dịch chưa làm mới. À đây là hộp dịch đúng không? Dạ. Hộp dịch kho anh ơi, hộp dịch luộc dạ. Ăn đủ. À hộp dịch phải kho, phải tính kinh tế vậy ha. Còn cái này là gạo của mình á hả? Dạ. Đó, hôm qua xách được bịch gạo. Đâu, bịch gạo hôm qua đi đem dạ. Theo hành lý đâu? Nhiều. Ê hả? Dạ. Trời ơi, còn cái này gì anh? Cái này cái thùng không. Thùng không? Dạ. Còn này là cái bị đồ của mình á hả? Dạ. Dạ. Thấy chặt chội không? Đã cái căn phòng trọ nó đã
nó đã hẹp rồi mà thành viên trong gia đình lại đông nữa. Một hai mới biết có tên hai bạn Lan nè, bạn Tuyết nè, bạn Nga nè, Chi Lý, Ngọc, toàn Ngọc, toàn là Ngọc không nha cô bác anh chị, Ngọc với Ngà không à. Chắc ước muốn sau này sẽ khá giả hơn đúng không? Dạ, cũng muốn sau này khá giả hơn, với con mình nó sung sướng hơn, nó kêu nó Ngọc. Còn mai mốt còn đẻ bé, tính đẻ bé Ngọc gì nữa không? Thôi gì được rồi, tại vì giờ lo chưa nổi nữa. Ừ. Không, em khuyên thật với anh chị nha. Chuyện gia đình thì có con đông thì nó vui. Nhưng mà đối với trước đây ở thời điểm hồi ngày xưa dạ, cá với lại rau mình dễ kiếm thì được. Còn ở thời đại công nghiệp 4.0 này á, mình sanh con ra là mình phải có sữa nè, dạ, có tả nè, dạ, phải tiền đi bác sĩ khám nè, rồi tiền đi sanh nè, thậm chí là tiền sữa nữa nè. Đâu có giống như ngày xưa mà cứ ra đồng hái là có rau, bây giờ đâu có giống vậy nữa, dạ, cứ xuống sông là có cá, không có vậy nữa, dạ. Nên là nữ là em mong anh chị là nên có một cái này, em khuyên thôi nha, yeah. Ừ, anh chị nên có kế hoạch đừng có sanh nữa tội nghiệp, tại vì, tại vì sanh nữa ra thì các bé nó vô tội, yeah. Ừ, mình sanh mình lo không đầy đủ cho tụi nhỏ thì không được đi học thì nó thua sút, yeah, người ta, rồi thậm chí là nó nhiều cái thiếu thốn mà mình phải chật vật, thậm chí khỏe như thế này còn đỡ, lỡ bệnh thì không biết sao luôn, yeah. Bệnh thì phải chị phải đi nuôi, còn anh phải đi làm của mình, yeah. Thật ra là vừa hồi cũng hiểu cái tâm lý là anh với chị là dạng như là anh vì thương chị rồi chấp nối với nhau để mà hỗ trợ chị gánh, nên thành thử là cũng muốn có một đứa con chung để mà lo cho các bé, yeah. Thôi nhưng mà thôi thì đến đây cũng ngưng được, tạm ngưng, yeah, được rồi ha. Bây giờ gia đình 7 người thấy khổ quá, yeah. Ăn cơm là 10 trứng vịt là phải buổi sáng 5 trứng, chiều 5 trứng là phải, yeah, đúng rồi, quậy ra cho quậy ra kho, tại vì luộc thì chan nước tương vô ăn không đủ, nhiêu, yeah, đó là mình thấy đủ cái khổ rồi, hả? Yeah. Mà em chỉ mong rằng là gia đình của mình các bé đầy đủ sức khỏe, yeah, để mà anh chị yên tâm đi làm. Em vô đây em thấy ba mẹ đi rồi, ba chị ở trên đó thì hai em với này sữa bú sữa rồi cái nằm ngay ngất ngủ quên luôn, nhờ hên là không có bệnh cũng đỡ. Yeah. Ngày hôm nay em đến đây á, thì được chị Kiện giới thiệu về cái hoàn cảnh của mình, yeah. Em không biết nói gì hơn, cho em trước tiên là em gửi những cái nhu yếu phẩm cho gia đình của mình. Em biết nhà gia đình mình sẽ cần những thứ này gì mới, yeah, mới chuyển trọ vô ha, yeah. Đây là phần quà của anh chị Ken Choi và Phong Choi ở bang California của Mỹ á, yeah, gửi cho mình. Thứ nhất là một thùng mì này nè, yeah. Chắc đủ ăn rồi á, chắc đủ ăn, chắc thùng mì này, chắc đủ ăn chắc 10 ngày hết rồi. Đấy. Rồi mua thêm một số nhu yếu phẩm có sạp. Dạ. Có sạp bông gội đầu, có sạp bông gội đầu của nam, của nữ luôn. Rồi có sạp bông giặt đồ luôn. Đây. Cái này là dầu ăn. Này là nước tương. Này là nước mắm. Đây. Đường, bột ngọt, đồ đầy đủ hết, tại vì em biết nhà mình mới dọn vô đây thì chắc có lẽ là những thứ này mình phải mua. Mà không có tiền thì khó lắm. Yeah. Thành nữ là bùi hồ không thấy ở trên cái kệ, không thấy gì hết trơn, không có gì hết á. Đấy, cố gắng nhanh ha. Yeah. Đây, cắt này vô. Yeah. Yeah. Và cái này nữa, đây là bao gạo 25kg. Yeah. Những cái phần này là bùi hồ phải nhờ chị Kiện mua giùm. Yeah. Vì bùi hồ ở rất là xa, biết mình phải hỗ trợ như thế này. Yeah. 25kg này ăn được chắc ngày 2kg hả? Dạ, yeah, được 10... Được nửa tháng đỡ lo đúng không? Yeah. Ừ. Đấy, cắt vô đây. Bây giờ đâu biết nói gì đâu. Cái phần này là chị Kiện mua cho Bùi Hồ là cái số tiền là 880.000 đồng. 888.000 đồng, không biết cái hóa đơn này chị Kiện đưa để đâu. À, cho em mượn với. À, gạo là không biết nhiêu ký hả chị ha? Gạo là 19.000 đồng hơn. À, mình mua lại gạo ngon á cô bác anh chị là 25kg là 19.000 ký là 475.000, dạ. Còn những cái nhu yếu phẩm còn lại là 413.000, dạ. Tổng cộng là 888.000, dạ. Đây, và em sẽ coi như là mới vô ở trọ thì em có thể, nếu như anh chị không đó, bình thường em nói với chị Kiện á, dạ, thì cuối tháng hay lấy tiền nhưng mà mình, dạ, phải ở trọ thì ở trong một cái tập thể nó khác với nhà mình, dạ. Nên là nữa là mình cố gắng giữ cái
trật tự, trật tự cho cái khu trọ, đi ra đi về thì cũng phải theo quy định, theo quy định của nhà trọ ha. Dạ. Rồi, tại vì chị Kiện cũng bây giờ chị Kiện coi như là chị Kiện bảo lãnh giùm mày. Dạ. Rồi, đây là một phần quà trị giá là 100 USD tương ứng với 2.500.000 đồng. Dạ. Tuy nhiên cái phần này á là 888.000 thì em gửi luôn cho chẳng 2 triệu. Dạ. Là 100 đô là 2.500.000 thì coi như cho bùi hồ hùng vô mấy trăm nghìn. 2 triệu này thì chắc có lẽ là đủ cho gia đình của anh với chị. Dạ. Sinh sống một vài ngày. Dạ. Tới mua tả mua sữa cho các bé ha. Dạ. Vậy là tổng cộng số tiền là anh chị Ken Choi Phong Choi là gửi 100 USD thì bùi hồ gửi 2 triệu với lại những cái nhu yếu phẩm này cho bùi hồ hùng vô tí. Dạ. Xíu. Dạ, vậy em cảm ơn tất cả nhà tài trợ luôn. Rồi em thấy em quải quá anh Hải đúng không? Dạ. Anh Hải. Dạ, cũng ráng chứ sao anh ơi. Cho mình mới ra lo, tạo ra phải lo cho con cái chứ sao giờ không nổi, mình cũng phải ráng mới cho nó tạo. Con xích ra đây đi. Lan, rồi đây nè. Rồi con có muốn nói lời nào với lại cô chú ở Mỹ không? Có, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Các cô chú. Ừ. Ủng hộ gia đình con. Ổng được đi học ở nhà cứ chăm em bé nên cuộc sống cũng khó khăn lắm. Cũng ngại nói đúng không? Dạ. Nó khờ lắm. Nó khờ lắm. Dạ. Nó hồi đó giờ anh nói dặn gì là nó nghe đấy. Không có tiếp xúc. Giả sử như mà em kêu con đứng đây nghe. Em quên em đi rồi là nó đứng đó chừng nào anh ra rước thôi. Canh kia kêu nó đừng đi đâu ai lại lạ nhiều khi phòng trọ nó hay vô. Ôi trời ơi, nỡ là đi làm đâu được đâu. Dạ. Dọn đó, thôi thì bây giờ cũng gần mấy giờ? Chắc là 6 giờ. 6 giờ rồi. Em không có làm phiền gia đình mình nữa. Dạ. Để chị cho gia đình của mình còn nấu cơm ăn nữa. Dạ. Rồi. Cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn. Dạ thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm các bé cho nó lớn lên, cố gắng những mấy bé cho bây giờ đi học thì không có tiền đâu để mà đi học. Để nhiều thì khổ hơn. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Có dịp thì em sẽ quay trở lại không? Chứ bây giờ thì có một ít tiền thì mình giữ gìn để mình xoay sở cuộc sống. Dạ. Trong hàng ngày. Còn đó chị Kiện ơi, chắc cuối tháng ảnh lãnh lương mới gửi tiền trổ hả? Hay cuối tuần á? Ngày qua cuối tuần. Có tiền à, hẹn với chị là cuối tuần. Cuối tuần hay ha? Dạ. Giờ vô năm nãy chị biết nói gì, giờ chị thấy chị chưa động lòng cũng không biết nói làm sao luôn. Thôi thì cuối tuần hãy gửi lại cho chị, còn yeah. Số tiền này duy trì cho đến cuối tuần để mình đi xe cụ. Yeah. Nó sẽ còn, mình không biết dọc đường còn xăng nữa, đổ xăng nữa. Dạ. Yeah. Kêu chị vô, chị con không có tiền gì cho năn nỉ cho con ở đi tới tuần, con mảnh tiền, con không có tiền. Nhưng mà thật thà thì người ta sẽ thương mà, không sao á. Mà gia đình này thật thà lắm, chị biết chị mà ngoan mới ở ngày nay 5 ngày, 5 đứa ở nhà đó mà chị thấy chị sợ thôi. Thôi thì bây giờ Bùi Hồ không biết nói gì hơn. Yeah. Chắc có lẽ là tạm biệt với gia đình của anh và chị cũng như là các. Yeah. Cháu. Xin chân thành cảm ơn anh chị Ken Choi Phong Choi ở tiểu bang California của Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ, đã hỗ trợ cho gia đình những cái phần quà như thế này cũng như là những cái hiện kim. Còn. Yeah. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Yeah.